Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go.
gian mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Và ngay bên ai cho em yêu cuộc đời, ta chỉ cần đã hiện diện tại không gian sang trọng của trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Thúy Nga Plaza để cùng chung vui chúc phúc cho lễ thành hôn của cô dâu Thanh Hằng sánh duyên cùng chú rể Tùng Cương trong giờ phút trang trọng ngày hôm nay. Lần đầu tiên em xin phép được thay mặt cho cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời chào thân tình nhất. Chúc tất cả quý vị sẽ đón một năm mới an khang thịnh vượng, luôn tràn ngập niềm vui tiếng cười và thành đạt trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, người ta vẫn thường nói rằng gia đình là nơi hạnh phúc bắt đầu và tình yêu thì không bao giờ kết thúc. Ai trong chúng ta sinh ra cũng đều mong muốn mình sẽ có được một mái ấm thực sự trọn vẹn. Và ngày hôm nay là một ngày như vậy, khi tất cả quý vị chúng ta cùng hiện diện tại đây, cùng hòa chung niềm vui và chứng kiến cho niềm khởi đầu của hai tiếng thiêng liêng gia đình. Đó là hôn nhân của cô dâu Thanh Hằng và chú rể Tùng Cương. Hai người họ đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm để ngày hôm nay họ có được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Vâng thưa quý vị, vậy ngay bây giờ đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng ra phía cửa phòng đại tiệc và hãy cùng dành những chào pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai gương mặt hạnh phúc nhất, quan trọng nhất trong ngày vui hôm nay. Xin mời cô dâu Thanh Hằng cùng chú rể Tùng Cương. Người họ nhìn về phía nhau, giúp hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập để họ cùng nhau vun đắp một mái ấm gia đình. Nơi họ sẽ nắm tay nhau đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Vậy khoảnh khắc tuyệt vời này, quý chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho họ thưa quý vị.
họ cũng chính là lý do để tất cả quý vị chúng ta cùng nhau có mặt tại đây. Thưa quý vị, cô dâu Thanh Hằng cùng chú rể Tùng Cường xin phép được ra mắt cúi chào đến toàn thể quý vị. Thưa quý vị, để có được những giây phút trang trọng như ngày vui hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến những bậc làm cha làm mẹ, những người đã hy sinh tất cả chỉ mong được nhìn thấy con cái yêu thương của mình khôn lớn trưởng thành, xây dựng hạnh phúc. Vậy ngay bây giờ, cho phép tôi trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện hai bên gia đình là các vị thân sinh của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời các bà cùng bước lên sân khấu để cùng chung vui với hai con yêu quý của mình. Cùng chúc mừng đại hỷ cho hai bên gia đình. Cho họ nhà gái, cho phép tôi trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Bùi Việt Hùng và bà Phan Kim Dung là thân sinh của cô dâu Thanh Hằng, xin phép được cúi chào đến toàn thể quý vị. Và về phía đại diện cho họ nhà trai, cũng cho phép tôi trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Phạm Văn Đoàn và bà Nguyễn Thị Nguyệt là thân sinh của chú rể Tùng Cương, cũng cho phép được cúi chào đến toàn thể quý vị ạ. Vâng ạ, cảm ơn những tình cảm và những tràng báo tay quý dành để chào đón đại diện hai bên gia đình. Và để đáp lại tình cảm đó, và ngay bây giờ, cho phép tôi trân trọng kính mời ông Bùi Việt Hùng sẽ là một vị đại diện cho hai bên gia đình, sẽ có đôi lời phát biểu cảm tạ gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong ngày vui hôm nay. Trân trọng kính mời ạ. Trước tiên, cho tôi xin kính chào các cụ, các ông bà, các bạn, các anh chị của họ hàng, hàng xóm, cũng như là bạn bè của hai bên gia đình, cùng toàn thể tất cả các bạn trẻ thanh niên, bạn của hai cháu. Kính thưa các quý khách, hai cháu Cương với Hằng đây là cũng được ơn bề trên mà hai cháu được gặp gỡ nhau, tìm hiểu, yêu thương nhau và nhất là được sự đồng thuận của hai bên gia đình thì hai cháu đã lên duyên vợ chồng. Ngày hôm nay gia đình chúng tôi cũng tổ chức bữa cơm thân mật này để kính mời các quý khách đến dự và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin rất chân thành cảm ơn sự nhiệt tình bất chút thời gian của các quý vị đã đến, trước tiên là để chúc mừng cho gia đình chúng tôi, sau nữa để chúc phúc cho hai con chúng tôi, và sau cùng trước thềm năm mới tôi xin kính chúc các cụ, các ông bà, các bác, các anh chị của họ hàng, hàng xóm của hai bên gia đình cùng toàn thể các bạn trẻ thanh niên một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn và tràn đầy niềm vui. Tôi xin hết. Vâng ạ, xin chào, cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành và đầy đủ của ông Bùi Việt Hùng đã đại diện cho hai bên gia đình. Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Thưa quý vị, nghi lễ trao nhẫn cưới đã được cô dâu chú rể của chúng ta thực hiện tại nhà thờ giáo họ Văn Phái rồi ạ, vào ngày 27 tháng 12 vừa qua. Vậy ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu, hãy cùng nhân danh và minh chứng cho một tình yêu sắt son ngọt ngào và chung thủy, chứng kiến thời khắc cô dâu và chú rể của chúng ta chung tay cắt chiếc bánh cưới. Xin mời cô dâu chú rể cùng tiến về tay phải của sân khấu, hãy cùng sánh vai chung tay chia ngọt sẻ bùi cắt những tầng bánh ngọt ngào của ngày cưới hạnh phúc hôm nay. Đó là một lời thề nguyện của cô dâu và chú rể, hứa sẽ mãi sắt son chung thủy, cùng sẻ chia với nhau mọi việc trong cuộc sống và sẽ mãi yêu thương che chở cho nhau đến suốt cuộc đời mình. Sự thủy chung son sắt trong đời sống vợ chồng. Sự chung sức đồng lòng của đôi vợ chồng trẻ, họ luôn kề vai sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả mọi sóng gió trong gai trở ngại cho tình yêu và cuộc sống, để vun đắp một mái ấm gia đình văn minh, hạnh phúc mà bấy lâu nay đã từng mong đợi. Mảnh khóc tuyệt vời này sẽ đi cùng cô dâu chú rể đến suốt cuộc đời mình. Cho cô dâu và chú rể của chúng ta có những tiếng chúc mừng sau kia xin một ngày. Vâng, rượu ra mỗi năm uống thưa quý vị. Vậy ngay bây
thứ dậy cùng hai bên gia đình sẽ cùng tiến về phía các bàn tiệc. Hãy cùng nâng cốc chúc mừng và gửi tới toàn thể quý vị và khách những lời cảm ơn chân thành nhất. Trân trọng kính mời. Và những nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc đang ở trên khuôn mặt của thứ dậy cũng như đại diện hai bên gia đình. Xin được chúc mừng đại gia đình rất nhiều. Hạnh phúc